Những ngày đầu bước vào quân ngũ, các chiến sĩ tân binh có biết bao điều còn bỡ ngỡ. Song với sự giúp đỡ hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình và sự gần gũi của cán bộ cả cấp, các tân binh cũng đang quen dần với môi trường mới. Hãy cùng trải nghiệm một ngày sinh hoạt và tập luyện của những tân binh tại tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chưa quen lắm với những thay đổi giờ giấc sinh hoạt, những ngày đầu xa nhà, sống trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới bỡ ngỡ đủ điều, từ đi đứng, xưng hô, chuyện trò đến việc ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng khi nghe tiếng kẹt báo thức, các chiến sĩ đã nhanh chóng thức dậy, bắt đầu một ngày học tập huấn luyện mới tràn đầy hứng khởi. Bước vào môi trường mới, em rất bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong công việc làm quen, từ giờ giấc đến tác phong, nhưng với sự quan tâm hướng dẫn tận tình của tiểu đội trưởng và cán bộ không, em dần bắt đầu thích nghi với môi trường mới. Những giây phút giải lao chuyện trò cùng bạn mới, lắng nghe những đàn anh chỉ huy đơn vị chia sẻ động viên, giúp người mới xích lại gần hơn với người cũ, giúp cuộc sống quân ngũ thú vị hơn. Tham gia tăng gia sản xuất cùng đơn vị cũng là một niềm vui khám phá những điều mới đối với các chiến sĩ. Có lẽ ở nhà rất nhiều chiến sĩ chưa bao giờ được tự tay ươm một mầm xanh, sợi một luồng đất. Nhưng khi vào quân ngũ, các thanh niên được làm quen với rất nhiều công việc khác nhau. Mỗi công việc là một trải nghiệm thú vị. Đẩy mạnh tăng gia cũng là cách để có nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng cho chiến sĩ mới. Sau một tuần nhập ngũ, em cảm thấy môi trường quân đội rất là thú vị. Em được học rất là nhiều điều mới. Nhất là em được sống trong tình yêu thương và chia sẻ của các đồng đội. Em tính khoảng thời gian 2 năm thực hiện nghĩa vụ sẽ là khoảng thời gian giúp em trải nghiệm nhiều điều hơn và sẽ giúp em trưởng thành hơn. Xa vòng tay gia đình, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhưng những bữa cơm nóng hổi đảm bảo chất lượng của các chiến sĩ nuôi quân cũng đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ các tân binh sau một buổi huấn luyện hăng say vất vả. Sau khi tiếp nhận 260 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023, để các đồng chí nhanh chóng hòa nhập sớm với môi trường quân đội, đơn vị đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho đến sửa sang doanh trại, tổ chức tu sửa làm mới các cái điểm vui chơi giải trí phục vụ cho đội ngũ chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy Chỉ huy tiểu đoàn đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ không huấn luyện luôn quan tâm, động viên, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết các cái vướng mắc để chiến sĩ luôn an tâm công tác, học tập, rèn luyện và sớm hòa nhập với môi trường quân đội. Dù là môi trường quân ngũ với rất nhiều khác biệt, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực của tuổi trẻ, cùng với sự dìu dắt huấn luyện của những cán bộ tâm huyết, các tân binh sẽ sớm thích nghi với môi trường mới và trở thành những người lính can trường, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và xã hội.